tài trụ bơm. Bắt. Chết chăm chỉ nhỉ. Từ sáng giờ có cái xe nào hỏng chưa? Rét thế này có người hỏng chứ xe đâu có hỏng đâu bác. Ừ. Chết chết, mấy hôm nay thời tiết nhiệt độ xuống thấp. Cánh già anh em mình ra ngoài đường ngại lắm. Mà tôi ở trong nhà phô tô đã đành. Chú phơi mặt ra ngoài đường thế này. Lạnh lắm chú Bơm ạ. Hay thế này đi. Đợt tới có lẽ chú chuyển nghề đi chú Bơm ạ. Bác tính, cái nghề bơm vá này của em nó là nghề gia truyền rồi. Chuyển nghề gì được hả bác? Mà bác tưởng chuyển nghề mà dễ đấy à? Bây giờ có người 2-3 bằng đại học xin việc còn khó đấy bác ạ. Ừ, cũng đúng đấy chú ạ. Sáng nay tôi đọc báo, thấy người ta đăng việc tìm người, người tìm việc. Chết chết, tuyển người khó khăn lắm. Nói đâu xa. Đây, cái công ty tin học ở đầu phố nhà mình kia kìa. Hôm qua em đi em thấy nó dán cái biển mà tuyển người ấy. Mà tuyển gì? Nhân viên lễ tân thôi. Mà đủ tất cả các vòng nhá. Nào là ứng xử này, tài năng này. Lại còn có cả cái vòng thi áo tắm nữa. Chết, chú cũng đùa đấy chứ. Làm gì có cái chuyện ấy. Nhân viên lễ tân thì cùng lắm chỉ là cao to đẹp dai. Hay là xinh gái mỹ miều. Làm gì có chuyện lại phải thi cả áo tắm. Bác nhầm. Vòng thi áo tắm để mà người ta bới lông tìm vết. Bới đến khi nào không thấy vết gì thì thôi. Chết. Còn hơn cả thi hoa hậu ấy. Chết, đã mặc áo tắm rồi mà lại còn bới lông tìm vết. Quá mà thi người mẫu. Ok. Này còn... Thế chú xem thế nào, liệu anh bỏ cái quán photo để làm bảo vệ, liệu người ta có thi cái phần thi áo tắm? Bác làm bảo vệ gì? Bác tuyển bảo vệ gì? Áo tắm là cái chắc. Ui, cứ đùa đấy à? Mà thì bác tưởng là bác đủ tiêu chuẩn á? Người ta tuyển bảo vệ, người ta phải ưu tiên những cái đối tượng mà đã từng phục vụ trong lực lượng vũ trang. Ví dụ công an, bộ đội này. Bảo vệ nó phải phản ứng nhanh. Chứ bác lù dù thế này thì là bảo vệ em sao được? Nhưng mà mình cẩn thận, mình có đạo đức tốt, mình chân thành, thì mình thực sự trung thực thì làm gì mà không làm được bảo vệ? Không được đâu bác ơi, bác nghĩ đơn giản nhá. Bảo vệ bây giờ nhá, ít nhất cũng phải có một bằng đại học. Úi giời, thế thôi. Tôi lại về với photocopy thôi. Chứ sao nữa? Thôi, làm chén nước đã chú Bơm ơi. Vâng. Ôi giời, chả mới đây. Uống tí cho nó ấm. Ôi giời. Bác ạ. Bác cho em chén nước. Có cái gì ăn không anh? Ui giời. Lại hỏi chén nước lại có gì ăn không nữa. Chú hỏi ăn thì khó. Tôi bán nước. Chỉ có kẹo lạc, lạc rang với chuối thôi. Ừ, cho em cái kẹo cũng được. Sáng đã kịp ăn sáng đâu. Chạy đến cơ quan. Sau đó là chạy đến cái trường, xong rồi lại từ trường lại chạy sang trường bên này. Chả có thời gian mà ăn sáng. Này, chú đi học trường nào ở gần đây à? Dạ vâng, ngay đầu ngõ nè. Tôi ở đây mấy chục năm rồi, tôi làm gì thế, có cái trường nào ở đây đâu. Ừ. Trời ơi, nhà trẻ đấy. À, tức là chú đưa con đi học cái gì? Không phải là đi học, mà trường em nó không có địa điểm. Thuê cái nhà trẻ để dạy bọn em ở đấy. À, thì ra là thế. Vâng. Thế chú là... học trường nào ở đấy? Trường Đại học Bình Dân. Chú không đùa chúng tôi đấy chứ. Từ xưa đến nay tôi chỉ thấy nghe nói là Bình Dân học vụ, nhà nghỉ Bình Dân. Làm gì có chuyện lại có Đại học Bình Dân. Chú đùa chúng tôi đấy ạ. Đại học gì? Trời ơi. Các bác, thế các bác ăn cơm Bình Dân bao giờ chưa? Cơm Bình Dân thì ngày nào chả ăn. Thế bác thấy thế nào? Chả thế nào cả. Cơm Bình Dân thì tức là người bình thường vào ăn cơm thì gọi là cơm Bình Dân. Cơm Bình Dân tức là người dân bình thường vào ăn, đúng không? Vào đấy thích ăn gì gọi cái đấy, đúng không? Đúng rồi. Nó hơi lôm côm, nó hơi bẩn thỉu một tí nhưng mà cái quan trọng nhất đấy là ai cũng vào được, đúng không? Chính xác. Miễn làm sao ấy là ăn cơm Bình Dân nó hợp với túi tiền của người lao động thì người ta gọi là Bình Dân. Có thế mà chú lại định hỏi khó chúng tôi. Quá chuẩn. Thì bản chất trường học của em nó cũng như thế. Sao tên gọi giao dịch chứ nó ai gọi là đại học tại chức. Còn bản chất thì nó cũng nhìn đại học Bình Dân như cái gì nữa. Chú nói thế nào chứ tôi nói này. Đại học tại chức tức là gì? Người ta dành cho những đối tượng là cán bộ đang công tác. Vâng. Người ta không có thời gian để đi học chính quy. Vâng. Tức là không có thời gian cho nên, vâng, người ta phải học vào ban đêm rồi. Vâng. Là học vào những cái ngoài giờ hành chính. Ui, đấy là tại chức chứ chú thì làm sao mà... Mà tôi nói cho chú biết nhá. Nếu mà cắt nghĩa ra ấy, đại học tại chức tức là dành cho công chức đi học đại học, người ta gọi là học tại chức. Ôi giời, hai bác khốt ơi, đấy là ngày xưa thôi. Nòng cốt ngày xưa là đúng là dành cho các bác già già như các bác ấy đang làm trong cơ quan nhà nước.
mà có nhu cầu để tìm hiểu thêm cái học vấn kiến thức và cũng là để thêm nâng lương rồi thăng quan tiến chức thì cần phải đi học tại chức. Nhưng bây giờ lực lượng nó mở rộng ra rồi. Mở rộng thì vẫn là tại chức, thì chú bảo mở rộng là mở rộng thế nào? Bây giờ lực lượng chính ý, lại là các thí sinh đi thi vào các trường đại học chính quy mà bị trượt thì bây giờ phải chuyển sang học tại chức. Chết. Thế tức là những cái người muốn có bằng cấp, muốn có kiến thức là lại phải đi học cùng với những cái người mà không có kiến thức mà lại muốn có bằng, đúng không? Đúng rồi. Thế không lẽ cái trường tại chức thì người ta không có tiêu chí, không có điều kiện gì để tuyển sinh à? Sao lại không có tiêu chí, không có điều kiện, đầy đủ tiêu chí điều kiện chứ? Vấn đề là ông học là việc của ông, còn dạy toàn là các giáo sư rồi tiến sĩ rồi đầu ngành của các trường đại học chính quy chuyển sang dạy chứ. Nhưng mà ông học cái nào việc của ông chứ? Thế nhưng mà cái đối tượng đi học đấy nó lôm côm như thế, nó đa chủng loại như thế, thế vậy thì quản lý ra làm sao? Ôi giời, sao lại không có quản lý? Về cấp độ khoa nhá, thì có trưởng phó khoa, cấp độ lớp thì có chủ nhiệm lớp, trong đó lại có lớp trưởng lớp phó, liêm luật như thế mà lại bảo không có quy củ nữa. Thế nhưng mà tôi hỏi chú thế này nhá. Chú bảo là chú đi học tại chức. Vâng. Giờ này chú còn ngồi ở đây. Thế tôi hỏi chú là chú học vào cái lúc nào? À thì ông dù đã thế mới gọi là học tại chức. Quan trọng nhất là ông chỉ đến ông điểm danh thôi. À thì đầu buổi ấy, thì rất đông. Ai cũng đến được cái tầm đấy để điểm danh. Nhưng mà cho đến gần gần cuối buổi thì nó cũng rơi rớt.